Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tuổi Trẻ Việt TV, nơi cập nhật tất tần tật những tin tức nổi bật, chất lượng, nhanh chóng và chính xác. Để xem hôm nay Tuổi Trẻ Việt TV sẽ mang đến cho quý vị những tin tức nóng hổi gì nào. Quách Ngọc Quang thừa nhận phá sản, ê chề trong nợ nần, xin chủ nợ cho thời gian chi trả. Quách Ngọc Quang được biết đến là diễn viên có nhiều vai ấn tượng trong các phim Long Thành Cầm Giả Ca, Khát Vọng Thăng Long, Cuộc Chiến Hoa Hồng, Kính Thưa Oxin, Hiệp Sĩ Mù. Bên cạnh đó, đời tư của nam nghệ sĩ cũng tốn không ít giấy mực của báo chí khi trải qua hai cuộc hôn nhân và đều đứt gánh. Tối ngày 10 tháng 4, Quách Ngọc Quang xác nhận với truyền thông về thông tin đã vỡ nợ. Nam diễn viên chia sẻ đang cố gắng xoay sở để kiếm tiền trả nợ và mong chủ nợ cho thêm thời gian. Đồng thời, anh gửi lời xin lỗi đến mọi người và cho biết đây là chuyện cá nhân, không liên quan đến ai. Thông tin Quách Ngọc Quang tuyên bố vỡ nợ đang khiến dân tình xôn xao. Diễn viên cho biết, mặc dù tôi đang nợ, tôi ê chề, nhưng thật sự bây giờ tôi không đủ khả năng chi trả. Mong muốn của tôi là xin mọi người cho tôi thời gian để tôi tập trung vào làm việc kiếm tiền trả nợ. Đây là chuyện cá nhân của tôi. Chuyện tôi làm thì tôi sẽ tự chịu, không liên quan đến ai cả. Quách Ngọc Quang gửi lời xin lỗi đến chủ nợ, gia đình, bạn bè và khán giả về thông báo này. Với các chủ nợ, anh hiểu tâm lý họ đang sốt ruột, muốn lấy lại tiền mồ hôi xương máu. Diễn viên luôn muốn trả sớm, không mong xảy ra những sự việc căng thẳng. Trong lúc Quách Ngọc Quang lên tiếng về chuyện vỡ nợ thì thái độ của Phượng Chanel được khán giả chú ý tới. Cô nói với TVC News, tôi và anh Ngoan đã 2 năm nay không gặp nhau, tôi không hề biết chuyện nợ nần của anh ấy. Trước khi Quách Ngọc Quang xảy ra chuyện, Phượng Chanel và nam diễn viên đã có mối quan hệ tình ái. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cả hai không còn xuất hiện bên nhau. Chính Phượng Chanel cũng cho biết chị và tình trẻ đã chia tay. Cô không giữ các hình ảnh chụp cùng nam diễn viên. Quách Ngọc Quang sinh ra cho một gia đình nông dân ở Đầm Dơi, Cà Mau. Cha mẹ anh trồng lúa rồi sau chuyển sang nuôi tôm để kiếm tiền nuôi anh và 2 người em ăn học. Học xong cấp 3, Quách Ngọc Quang lên thành phố Hồ Chí Minh học tiếp. Là người được đào tạo chính quy về diễn xuất, học khoa diễn viên của trường Cao đẳng sân khấu điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, lại có ngoại hình đẹp, Quách Ngọc Quang được một số đạo diễn điện ảnh chú ý và mời tham gia các bộ phim như Long Thành Cầm Giả Ca và Khát Vọng Thăng Long. Ngoài ra, Quách Ngọc Quang cũng từng được mời diễn vai chính trong phim truyền hình nhiều tập Cô Nàng Tóc Rối, nhưng anh quyết định không tham gia để có điều kiện tham gia phim truyện Long Thành Cầm Giả Ca. Năm 2011, Quách Ngọc Quang cùng ca sĩ Ngọc Anh tham gia chương trình Cặp Đôi Hoàn Hảo. 36 tuổi, sự nghiệp của Quách Ngọc Quang chưa thực sự gây ấn tượng trong lòng khán giả. Tuy nhiên, nhờ gương mặt điện ảnh nên nhiều đạo diễn vẫn yêu thích và lựa chọn. Ngoài ra, anh còn có giọng hát trời cho, nam diễn viên tuổi dần còn giành chiến thắng cuộc thi Tình Bolero 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Về đời tư, trước khi xảy ra ồn ào tình ái với Phượng Chanel, Quách Ngọc Quang đã từng có một cuộc hôn nhân với diễn viên Lê Phương. Họ có chung một con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên sau đó, nam diễn viên Cà Mau đã quyết định ly hôn để đến với Phượng Chanel. Sự việc này đã khiến hình ảnh của anh mất điểm trong mắt khán giả. Video đến đây là hết rồi, hãy để lại bình luận của bạn cho chúng tôi biết nhé. Và đừng quên like, share cũng như nhấn nút subscribe để ủng hộ Tuổi Trẻ Việt TV nha.